Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy 29 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Hải Bánh, đệ tử trùm giang hồ Nam Cam ra tù sau 20 năm. Ngày 27 tháng 1, lãnh đạo trại giam Xuân Lộc ở Đồng Nai xác nhận ông Nguyễn Tuấn Hải, tức Hải Bánh, đã được ra tù vào sáng cùng ngày sau hơn 20 năm chấp hành án tù chung thân. Truyền thông Việt Nam loan tin. Cũng theo vị lãnh đạo này, nhờ cải tạo tốt từ năm 2015 cho đến nay, nên Hải Bánh liên tục được giảm án qua bình xét hàng năm và được ra tù trước hạn. Tờ báo Thanh Niên trong nước cũng tường thuật như vậy. Đây là hình ảnh Nguyễn Tuấn Hải, tức Hải Bánh, đã được ra tù vào hôm 27 tháng 1. Tháng 5 năm 2001, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Việt Nam đã khởi tố bắt giữ ông Nguyễn Tuấn Hải về tội gây rối trật tự công cộng để điều tra mở rộng vụ án giết Vũ Hoàng Dung, còn gọi là Dung Hà, và các hành vi liên quan. Vào năm 2003, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử ông Trương Văn Cam, tức là Nam Cam, và đồng phạm với tội danh giết người với vai trò đồng phạm. Bị cáo Hải Bánh bị tòa tuyên án chung thân. Việt Nam thi hành án tử hình đối với bị can Trương Văn Cam vào tháng 6 năm 2004. Báo của Đảng Cộng sản Nhân dân vào năm 2004 gọi vụ án Trương Văn Cam và đồng phạm là vụ án hình sự lớn nhất trong lịch sử tố tụng hình sự Việt Nam, với 155 bị cáo bị truy tố 24 tội danh khác nhau. Hải Bánh và vụ giết Dung Hà, ông Nguyễn Tuấn Hải sinh năm 1967 tại Hà Nội. Cuối những năm 1990 đến đầu năm 2000, ông Hải được giới giang hồ ở Việt Nam xem là một đệ tử ruột của trùm giang hồ Trương Văn Cam, tức Nam Cam, ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi đầu quân làm đệ tử cho Nam Cam, người có biệt danh Hải Bánh từng là đệ tử dưới trướng của một bà trùm giang hồ ngoài Bắc là Vũ Hoàng Dung, tức Dung Hà. Trang Việt Nam Express năm 2001 cho biết, kể từ năm 1995, sau khi Dung Hà bị bắt và ngồi tù về tội tổ chức đánh bạc, Hải Bánh như phất mất phương hướng vì không còn người bao bọc. Hắn đã vào Thành phố Hồ Chí Minh để trốn nợ vì thua độ bóng đá lên đến cả tỷ đồng và tìm cách làm ăn mới. Đây là hình ảnh Hải Bánh với Nam Cam áo trắng đứng khoanh tay và Dung Hà thứ hai từ trái qua. Từ đây, Hải Bánh đầu quân cho Nam Cam và kêu gọi một số đàn em từ Bắc vào cùng mình. Báo Việt Nam Express vào năm 2002 trích dẫn kết luận điều tra chuyên án Nam Cam, vụ án giết Dung Hà của Công an Thành phố Hồ Chí Minh có ghi như sau. Tháng 10 năm 1998, Vũ Hoàng Dung vào Thành phố Hồ Chí Minh được Trương Văn Cam nâng đỡ. Dung xin phép và được Trương Văn Cam cho mở sòng bài tại 17 Bùi Thị Xuân và thu tiền sâu một ngày được 70 triệu đồng. Cũng thời gian này, Vũ Hoàng Dung nghe tin Nguyễn Tuấn Hải mở tiệm cắt tóc ở Thành phố Hồ Chí Minh và được Trương Văn Cam đỡ đầu cho bảo kê vũ trường phi thuyền, nên tìm gặp Nguyễn Tuấn Hải và yêu cầu bắt buộc tất cả lợi nhuận thu được từ tiệm cắt tóc phải chi cho Vũ Hoàng Dung để phụ nuôi đàn em, vì đàn em của Dung ngoài Bắc vào rất đông. Từ quan hệ và hành động quậy phá của Vũ Hoàng Dung, tức Dung Hà, đã thể hiện Dung không chịu dưới trướng Trương Văn Cam, là quậy phá bất kể ở đâu, đó kể cả đó là nơi của ai, trực tiếp mâu thuẫn va chạm quyền lợi với Nguyễn Tuấn Hải và những người đứng sau Nguyễn Tuấn Hải. Nam Cam giả bộ nhiều lần điện thoại cho Hải Bánh than vãn về Dung Hà, nói giọng điệu gay gắt. Khi biết Hải Bánh đã hiểu ý mình, thì Nam Cam gọi điện liên tục cho Hải Bánh và chửi thề trong điện thoại rằng: "Anh không thể chịu được nữa em biết không, anh không muốn nhìn thấy mặt con Dung Hà nữa, anh muốn nó biến khỏi mảnh đất này", Nam Cam gằn giọng. Sau đó, Nam Cam đã trực tiếp gặp Hải Bánh và ngầm chỉ đạo cho Hải Bánh giết Dung Hà. "Từ giờ đi đâu em cũng phải mang theo súng", Hải Bánh thừa hiểu. Nam Cam nói thế có nghĩa là chỉ thị cho Hải Bánh phải lấy mạng Dung Hà. Đây là hình ảnh Nam Cam, tức Trương Văn Cam, ra tòa. Nhận được lệnh của ông trùm, Hải Bánh đã cử hai đàn em thân thiết của mình lên kế hoạch khử Dung Hà. Khoảng 0 giờ 25 phút vào ngày 2 tháng 10 năm 2000, tại trước số nhà 17 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, khi Vũ Hoàng Dung, tức là Dung Hà, ngồi uống nước với Nguyễn Thị Bích Thanh, Đoàn Thị Tú Anh và Nguyễn Thị Nghiệp, thì có một thanh niên khoảng 26 tuổi, dáng người gầy, cắt tóc ngắn, mặc quần áo màu xanh đen, đi bộ từ đường Cách Mạng tháng 8 đến chỗ Vũ Hoàng Dung ngồi. Từ phía sau lưng Vũ Hoàng Dung, sát chỗ Dung ngồi,
tên thanh niên này rút trong túi quần một khẩu súng ngắn và kê vào đầu Dung bắn một phát, súng nổ và Vũ Hoàng Dung gục xuống. Vũ Hoàng Dung được đưa vào bệnh viện Sài Gòn cấp cứu nhưng đã chết trước khi đến bệnh viện. Tuy không trực tiếp giết Dung Hà nhưng bị can Nguyễn Tuấn Hải phạm tội giết người với vai trò tổ chức thực hiện tội danh được quy định ở điểm 0 khoản 1 giết người có tổ chức, điều 493 Bộ luật hình sự và tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tội danh được quy định tại điều 230 của Bộ luật hình sự. Sau khi Dung Hà bị bắn chết rạng sáng ngày 2 tháng 10 năm 2000, trên đường Bùi Thị Xuân, gia đình và các đệ tử đã đưa bà trùm về Hải Phòng tổ chức đám tang. Đây là hình ảnh Hải Bánh khi bước ra khỏi trại giam. Các chiến hữu đệ tử của Dung Hà được lệnh dù ở đâu cũng phải về dự đám tang của bà trùm. Bởi vậy, đám tang đã trở thành một hiện tượng khiến dư luận cả nước bàn tán trong thời gian dài. Hàng nghìn người với cả trăm xe hơi nối đuôi nhau dài hàng cây số kéo theo sau xe tang gây ách tắc giao thông trên nhiều tuyến đường ở Hải Phòng. Đến viếng và tiễn Dung Hà còn có gần như tất cả các giang hồ quê Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định đang sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trong số này có Hải Bánh. Trong vụ này, ông Trương Văn Cam phạm tội giết người với hai vai trò là chủ mưu. Ông Nam Cam và năm bị cáo khác bị tòa án tuyên án tử hình. Hải Bánh bị tuyên án tù chung thân. Vào ngày 30 tháng 10 năm 2003, ở phiên sơ thẩm, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kết án Trương Văn Cam 7 tội gồm giết người, hối lộ, cố ý gây thương tích, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, che giấu tội phạm, tổ chức đưa người khác trốn đến nước ngoài. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Vào ngày 3 tháng 6 năm 2004, bản án tử hình đã được thi hành. Đây là hình ảnh từ trái qua là Nam Cam, Hải Bánh và Dung Hà. Trước đó, Nam Cam cũng viết đơn xin Chủ tịch nước Trần Đức Lương ân xá nhưng bị bác bỏ. Trước khi ra pháp trường bị hành quyết xử bắn, viết lá thư cho con gái út hiện đang đi tu, ghi là rất xin lỗi và ân hận, mong được tha thứ để sang thế giới bên kia làm lại cuộc đời. Bốn người bị đem hành quyết chung với Nam Cam là Châu Phát Lai Em, Nguyễn Hữu Thịnh, Nguyễn Việt Hưng và Phạm Văn Minh. Vụ án từng gây xôn xao dư luận Việt Nam khi đó vì không chỉ Nam Cam và Dung Hà đều là hai chùm giang hồ ở trong Nam và ngoài Bắc, mà có liên quan đến nhiều cán bộ, quan chức của nhà nước đứng sau để bảo kê cho các hoạt động làm ăn phi pháp của xã hội đen. Chia sẻ với phóng viên vào năm 2015, Hải Bánh đã chia sẻ bản thân đã tỉnh ngộ và nhận ra điều sai trái từng làm. Nhiều lúc nằm trong trại nghĩ lại tất cả những điều mình đã làm trước đây, tôi không nghĩ ai có lỗi với mình mà chỉ thấy dằn vặt. Sao mình lại làm như vậy? Họ cũng là con người mà mình lại chém, lại giết, Hải nói. Trong tù, Hải thể hiện là người rất thương yêu vợ con. Ông ta lo lắng sau khi ra tù sẽ không có tư cách để dạy dỗ con cái. Và cuộc đời tôi thì coi như bỏ, nhưng tôi không muốn con tôi sẽ đi theo con đường của mình, Hải tâm sự. Kính mời các bạn xem bản tin hồi kết của đại án Thép Kít Việt Á, ai là trùm cuối? Đại án Việt Á nâng khống kit xét nghiệm COVID-19 đang đi đến hồi kết. Việt Pháp Quốc Việt nhập hàng từ Trung Quốc về với đơn giá 21.500 đồng mỗi bộ, sau đó bán cho các bệnh viện và CDC các tỉnh thành với giá từ 367.000 đến 509.000 trên mỗi bộ, gây choáng cả một số lãnh đạo cấp cao. Tác giả Phạm Vũ Hiệp có bài bình luận trên báo Tiếng Dân nêu lý do ai là ông trùm cuối của đường dây tội ác này. Lẽ ra cơ quan điều tra phải thay đổi thêm tội danh của Phan Quốc Việt sang buôn lậu, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, chứ không chỉ đơn thuần là vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Đây không phải là lần đầu tiên các doanh nhân, tỷ phú Việt Nam chơi trò đánh lận con đèn. Còn nhớ vụ việc tương tự từng gây rung động dư luận với tập đoàn Kaixik vào hồi năm 2017. Đây là hình ảnh Hoàng Khải, chủ tịch của tập đoàn Kaixik, được báo chí tung hô suốt 30 năm cho đến khi bị bóc mẽ là đem hàng Trung Quốc dán tem Kaixik. Hoàng Khải sinh năm 1964 ở Hà Nội, là ông chủ của ba tập đoàn Kaixik bị lộ khi ông ta thừa nhận rằng đã nhập hàng của Trung Quốc về gắn mác hàng Việt Nam để bán cho người Việt và khách quốc tế. Thực sự đã gây ra một cú sốc cho người tiêu dùng. Điều đáng chú ý là nhiều lần Kaixik đã lên diễn đàn và truyền thông lề đảng để giao giảng đạo đức kinh doanh, giáo huấn cho ai ước mơ hoài bão làm giàu.
Khải cũng được Đảng và Nhà nước tuyên dương, báo chí lề Đảng thổi lên tận trời xanh. Hàng chục năm trời, Hoàng Khải đã làm giàu từ việc buôn bán gian lận, kiếm được hàng trăm tỷ đồng. Đại gia Khải Xích là người đầu tiên mua siêu xe Rolls Royce phần thồm với giá là 1 triệu đô la Mỹ. Vụ việc Khải Xích gian lận được Thủ tướng chỉ đạo điều tra làm rõ, ra cả diễn đàn quốc hội rồi sau đó chìm xuồng cho đến tận hôm nay. Theo chân Hoàng Khải là Jack Thâm, tức là Phạm Văn Tâm, sinh năm 1980 ở Quảng Ninh. Vào tháng 6 năm 2019, Tâm lại gây ra một cú sốc khác với người tiêu dùng ở Việt Nam. Tâm đã lập ra một công ty như công ty CP Điện tử Asanzo Việt Nam và công ty cổ phần đầu tư Asanzo, công ty cổ phần viễn thông Asanzo và công ty truyền thông Asanzo. Tâm nhập linh kiện điện tử từ Trung Quốc về rồi xé tem Made in China và thay bằng dán mã Made in Việt Nam. Sau đó thuê truyền thông báo chí lừa đảo để quảng bá TV công nghệ Nhật Bản nhằm đánh lừa khách hàng. Vụ việc cũng được dùng beng cả nước, Thủ tướng chỉ đạo làm rõ, C03 Bộ Công an vào cuộc. Nhưng kết luận điều tra vẫn lại theo con đường xưa em đi rằng không có dấu hiệu phạm tội. Phạm Văn Tam đã thoát chết, đồng nghĩa với việc hàng trăm container hàng từ Trung Quốc về cảng Việt Nam, hàng ngàn tỷ đồng lại chảy vào túi những ông trùm buôn lậu, gian manh và thiệt thòi lại thuộc về người dân Việt Nam. Đây là hình ảnh Phạm Văn Tam được báo chí tung hô ca ngợi cho đến khi báo chí phanh phui, Asanzo nhập khẩu toàn bộ TV từ Trung Quốc, bóc tem ra, dán lại mác Made in Việt Nam. Có thông tin cho rằng Phạm Văn Tam được ông Phạm Minh Chính, khi là Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức Trung ương ra tay giải cứu. Thông tin chính xác đến đâu chưa rõ, nhưng khi luật pháp chỉ tựa vào như trò chơi, thì mọi việc vẫn đang tiếp diễn. VSmart là thương hiệu smartphone Việt Nam của công ty cổ phần nghiên cứu và phát triển sản phẩm VinSmart thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, được quảng cáo là sản phẩm tại hai nhà máy Cát Hải, Hải Phòng và khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. Vào tháng 8 năm 2019, hệ thống truyền thông khổng lồ của Đảng cũng đồng loạt ra tay giúp cho VinGroup quảng bá rằng VinSmart là hàng Made in Việt Nam, tức là sản xuất tại Việt Nam. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, mạng xã hội đã làm cho những kẻ tự hào quá Việt Nam ơi tan vỡ khi chỉ ra rằng smartphone là sản phẩm của tay hàng xóm, tức là của Trung Quốc. Thông tin trên mạng chỉ ra cái phone mới nhất của VinSmart là Smart Life giống tới 99,9% với sản phẩm Meizu 16X của Trung Quốc, cả về ngoại hình, cấu hình và tính năng, cấu tạo thiết kế phần cứng bên trong, vân vân. Thứ khác biệt duy nhất giữa VinSmart Life và Meizu 16X của Trung Quốc là cục pin. Khi pin của Meizu 16X gồm các ký tự Trung Quốc, còn VinSmart là tiếng Anh. Cái kết như mọi người đều biết, giấc mộng chiếm lĩnh thị trường nội địa của VinSmart vỡ như bong bóng xà phòng. VinSmart nhanh chóng chết yểu. Đây là hình ảnh tập đoàn VinGroup vào hồi tháng 5 năm 2021 bất ngờ tuyên bố ngừng sản xuất điện thoại và cả TV. Chuyện ông Phạm Nhật Vượng hợp tác với Phan Quốc Việt khi VinGroup góp vốn 138 tỷ, tức là 69% cổ phần, để thành lập công ty VinBioCare, rồi giao cho bà Phạm Thu Hương, vợ của Vượng, đồng quản lý, không có gì là khó hiểu. Bởi không có ngón nghề kinh doanh nào siêu lợi nhuận bằng cách ăn theo dịch bệnh và hút bầu sữa khổng lồ của ngân sách. Chỉ riêng Quỹ Bảo hiểm Y tế vào năm 2017, dưới thời Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã dư hơn 39.000 tỷ đồng. Và năm 2021, dưới thời của Nguyễn Thanh Long thì dư gần 33.000 tỷ đồng. Và phim Bom tấn Ted Kidd Việt Á được dàn dựng khá công phu. Phan Quốc Việt chỉ là một mắt xích trong một dây chuyền. Nó cũng có bài bản tựa vụ án Mobile Phone mua đống sắt vụn AVG với giá gần 9.000 tỷ khi liên đới tới nhiệm bộ trưởng nhiều cơ quan ban ngành và bản thân ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng là người ký kết văn bản đồng ý bán. Núp dưới danh nghĩa nghiên cứu khoa học và đề tài nghiên cứu cấp quốc gia để kiếm trác 19 tỷ đồng, Học viện Quân y đã làm đầu sai cho công ty Việt Á và nhóm lợi ích hút máu dân trong mùa đại dịch chết chóc, tang thương. Cho dù vụ Việt Á có được đưa vào diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương theo dõi hay đưa vào cả nghị quyết của Quốc hội, nhưng cái kết được dự báo sẽ là rất khôi hài
Phan Quốc Việt cùng một số quan chức y tế lãnh án, các ủy viên trung ương như Trung Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long nặng lắm thì bị đảng cảnh cáo là xong. Đây là hình ảnh ông Chu Ngọc Anh với cương vị là Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ đã cấp kinh phí 19 tỷ đồng cho Việt Á, cùng với Học viện Quân y nghiên cứu sản xuất bộ kit xét nghiệm. Sau đó, cũng Bộ Khoa học Công nghệ đăng tin rằng Tổ chức Y tế Thế giới đã chấp nhận cho bộ kit xét nghiệm này. Và rồi sau đó lại có thêm nhiều Phan Quốc Việt, Hoàng Khải, Phạm Văn Tam mới xuất hiện, tiếp tục hút máu dân để nuôi những tay trùm cuối. Nhiều người đặt câu hỏi ai là trùm cuối trong vụ án Việt Á. Có lẽ mọi người không hề xa lạ với những con cá mập như Phạm Nhật Vượng của tập đoàn Vingroup, Nguyễn Thị Thanh Nhàn của tập đoàn IIC. Những tay viết lên kịch bản, test kit và vaccine sẽ vẫn là cười ngạo nghễ vì phía sau lưng họ là bóng dáng các đại ca đang ngự trị ở cung đình. Cơ quan điều tra của Bộ Công an xác định sau 17 tháng chỉ bán kit test COVID-19, Việt Á đạt mức doanh thu 4.000 tỷ đồng. Việt Á cũng đã lót tay 800 tỷ đồng, khoảng 35 triệu đô la tiền hoa hồng cho các quan chức nhà nước. Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ biết sản phẩm kit xét nghiệm của Việt Á đã không được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận vào tháng 10 năm 2020, nhưng vẫn cố tình ém nhẹm thông tin và thậm chí mượn tay của lãnh đạo, nhà nước và hệ thống báo chí, truyền thông, cộng sản hỗ trợ đánh bóng cho Việt Á để bán hàng. Báo Nhân dân, báo điện tử chính phủ, trang web của Đảng Cộng sản Việt Nam, báo Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân đã dẫn đầu cho 800 tờ báo của Đảng đăng hàng loạt tin giả, nào là Tổ chức Y tế Thế giới công nhận kit test của Việt Á, rồi Bộ Y tế xã hội Anh cấp giấy phép cho kit Việt Á xuất khẩu sang 20 nước, rồi thì giá kit Việt Á chỉ bằng 1/4 thế giới. Tờ báo của Việt Nam Plus của Thông tấn xã Việt Nam còn loan tin rằng, đặc biệt, bộ kit xét nghiệm COVID-19 của công nghệ Việt Á đã được một đối tác đặt mua, độc quyền để phân phối tại Vương quốc Anh, Ấn Độ, Mexico, Hoa Kỳ và một số quốc gia tại châu Âu với số lượng cam kết ít nhất là 1 triệu test kit mỗi tháng. Đây là hình ảnh các trang báo của Đảng đồng loạt nổ bom về bộ kit xét nghiệm dởm. Tuyên giáo để nói, bộ kit xét nghiệm được WHO, tức là Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận, có thể bán ở tất cả các quốc gia châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh. Đài truyền hình Việt Nam thì nói nhiều nước đặt mua kit test của Việt Á sản xuất. Báo Thanh Niên thì nổ rằng Tổ chức Y tế Thế giới lập tức chạy đến liên hệ với học viện để chia sẻ kinh nghiệm. Tất cả đều là dối trá và tiếp tay cho Việt Á thu về 4.000 tỷ đồng trong thời gian rất ngắn. Ông Nguyễn Phú Trọng lúc bây giờ giữ chức Chủ tịch nước cũng đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 cho Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Và ông cũng có sự liên quan. Việt Á không chỉ liên quan đến hối lộ, tham nhũng mà còn là một tội ác khi lãnh đạo từ trung ương đến địa phương liên kết với nhau vừa bơ vét làm giàu, vừa có tiềm năng gây ra cái chết của hàng vạn người dân Việt Nam khi họ đã sử dụng bộ kit xét nghiệm Việt Á giả. Qua vụ Việt Á, tập đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cộng sản cấu kết với các nhóm con buôn mafia đã hiện biểu lộ thái độ khinh thường mạng sống của người dân, dù đã tận mắt chứng kiến cảnh đồng bào chết không kịp thiêu ở một số thành phố lớn, cảnh hàng triệu người phải chở nhau trên chiếc xe gắn máy hoặc lội bộ hàng ngàn cây số tìm đường sống về quê hương. Nhìn vào bản chất và tìm hiểu về những diễn biến của vụ Việt Á cho thấy toàn bộ vụ lừa đảo này được chuẩn bị rất công phu, làm liên tưởng đến một dạng tham nhũng cao cấp mà nhiều nước gọi là lũng đoạn nhà nước hay là nhà nước mafia. Công luận cho rằng Việt Á chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm. Chặt được cái vòi Việt Á này thì con bạch tuộc sẽ mọc ra cái vòi khác kinh khủng hơn. Đó là con quái vật của quan hệ thân hữu được nuôi dưỡng bởi các nhóm lợi ích trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Nói cách khác là căn bệnh ung thư mãn tính đã di căn nhiều nơi, đặc biệt là các cơ quan nhà nước và cơ quan đầu não Trung ương Đảng.